ảnh rất là coi thường người khác. Ảnh không biết trình độ ảnh bao nhiêu, bằng cấp ảnh tới đâu, và cái sự hiểu biết của ảnh tới mức độ nào mà ảnh dám gọi người ta là hội tam mù. Tôi không biết, một thật sự là quá ngạo mạn, tôi nói thật sự. Vâng, thưa với lại quý vị khán giả, Nam Quang đang có mặt ở chợ ABC, có gặp mà các anh chị mà vừa mới đi biểu tình chống ông Gavin Newsom. Thì đây là những cái gương mặt mà quý vị biết rồi, không có lúc nào mà thiếu ở trong những cái cuộc tuần hành biểu dương lực lượng để ủng hộ Tổng thống Donald Trump hết. Ra chúng tôi có cái dịp để mà phỏng vấn các chị và anh ở đây về những cái suy nghĩ gì về cái chuyện là ông Governor Newsom của California, là ông là người thuộc đảng Dân Chủ đó, vừa mới ra một cái lệnh gọi là cái lệnh stay at home, phải không thưa các chị? Nhưng mà chúng tôi lại thấy là ông muốn mọi người ở nhà theo cái lệnh của ông, nhưng mà ông lại là cái người vi phạm cái lệnh đó. Thành ra các chị sẽ nghĩ sao về cái chuyện đó? Bắt đầu bằng với lại chị Trang đi nha. Thì nếu thực sự cái tình hình Covid đó mà nó nghiêm trọng đó, đến mức đó là phải ra cái lệnh để mọi người stay home, thì lẽ ra một cái vị làm với chức danh thống đốc thì ông Gavin ổng phải giống như gương mẫu trong cái việc thực hiện, để người dân người ta nhìn vào đó và người ta thấy là ô, như vậy là chúng ta cần phải nên đề phòng, hoặc là cần phải giống như là một cái tấm gương. Nhưng mà đằng này ông ta đi party, ông ta không đeo mask, và những cái người và những cái bạn bè ở tại party đó cũng không có giữ cái khoảng cách cách ly, không giữ social distancing gì hết. Như vậy thì làm sao mà một ông ta đã vi phạm những cái điều đó mà ông ta lại muốn người dân phải theo? Như vậy thì những người dân họ phải đặt một cái question, như vậy là bản thân ông ta có thấy sự nguy hiểm hay không mà ông ta vẫn làm như vậy, và một mặt khác ông ta lại buộc người dân phải stay home. Mà như quý vị đã biết á, nếu mà chúng ta stay home mà đóng cửa hết tất cả mọi hoạt động, mọi business, thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái nền kinh tế đó. Cho nên là tôi thấy là lời nói và việc làm của ông ta không có đi đôi với nhau. Mà như vậy, đứng ở cương vị của một người thống đốc, ông ta, người dân người ta sẽ không có tin tưởng vào cái những cái gì mà ông ta phát biểu, hoặc những cái gì mà ông ta ra lệnh. Đó là tôi thấy như vậy. Chị Nga nha, chị nghĩ như thế nào? Mình thấy cái này là politics. Thật sự ra đó là ai cũng vậy. Khi mà mình đi làm á, thì hả là nó có luật. Thì hả là nhà hàng hay tất cả mọi người đó thì tuân theo cái luật á, là mình phải đeo mask, mình phải scan temperature, rồi mình có chắn che, thí dụ như làm nail, làm tóc thì nọ là có những cái miếng lách tích đó để mà ấy, hay nhà hàng cũng vậy nữa. Thì mình có cái khoảng cách six feet distance. Thì là mình nghĩ rằng là cái này là nếu mà mình không có tuân thủ thì ok, thì có thể là nói được, nhưng mà tất cả mọi người người ta tuân thủ hết, nhưng mà ổng vẫn cấm tất cả mọi người là ở trong nhà như vậy, thì làm cho cái business của mình shut down như vậy, thì cái tiền mà mình phải bị thất thoát thì ai lo cho gia đình của mình? Cái đó là một cái điều mà người dân rất là oán. Và ổng là cái người thống đốc mà ổng lại đi làm sai, rồi ổng lại bắt người ta đó là làm theo cái luật của ổng, như vậy là không có đúng. Cái này giống như là cộng sản vậy đó, cái chế độ cộng sản vậy đó. Cho nên đó là mình nghĩ rằng là mình phải recall Newsom. Có một cái Nam Quang có coi một cái show của ông trên đài Fox của ông Carson Tucker đó, thì ông nói là có phải thực sự ra là cái con virus này nó nguy hiểm đến độ như vậy hay không? Tại vì tất cả những cái người mà thuộc đảng Dân Chủ, những cái governor thuộc đảng Dân Chủ đó, họ ra những cái luật là họ cấm người dân đi ra đường, đúng không? Stay at home order đó. Nhưng mà chính họ lại vi phạm cái lệnh cấm của họ. Mà không phải là chỉ có một mình ông Newsom, mà rất là nhiều người, mà Pelosi,
là Speaker of the House cũng đi ra làm tóc mà đâu có mang mask đâu, đúng không? Rồi còn nhiều nữa. Nhiều người cũng dẫn gia đình của họ đi ăn. Đúng rồi. Rất ông thống đốc của New Jersey ha. New Jersey đúng New không? Jersey, dạ. Dạ, ông đó cũng là bị người dân bắt gặp quả tang luôn. Bắt gặp quả tang và quay video quay luôn. Quay video luôn. Ra, mày có coi thật cái sự đó. Ra là cái câu hỏi mà được đặt ra là có phải thật sự là cái con virus đó là cái gọi là cái politic virus hay không? Là họ dựng lên cái con virus đó để mà cuối cùng để họ làm ảnh hưởng đến tổng thống Donald Trump hay không thì theo tôi thấy thì là cái này là rất là chính trị. Những cái gì mà đảng Dân Chủ làm hay là Gavin Newsom, tại vì anh thấy là coi như tụi nó lại lừa dối người ta quá rồi. Và có nhiều cái chứng minh là cái virus này nó có thêm hay nhiều hơn hay không thì anh không có tin tưởng tụi nó. Thì nó dùng cái đó để nó lừa gạt người ta, để nó cấm. Chứ thật sự ra đó hả, bây giờ thấy những cái trường hợp nhà trời ơi xe cộ rồi người ta đi như thế này thế kia đó, đâu có phải như là hồi trước là khoảng mấy năm, coi như bao nhiêu tháng cái kỳ mà bắt đầu đó, mấy bị khoảng 5-6 tháng vừa rồi thì đó là coi như là đó là cái sự thật, tại vì người ta rất nó bị nhiều. Mà bây giờ khi mà mấy tháng sau này nói ra, thật sự ra đó là không tin nó được. Và nó chỉ cứ lừa dối để nó bắt cái dân phải theo nó thôi, phải nó đóng nhà thờ, đóng trường học. Cái này coi như là thấy lừa dối cam đoan luôn. Và cái đặc điểm như vậy nè, cái con người phải có cái sự khôn ngoan để biết nhận xét được và coi như cái gì là phải và trái để mình sống và mình đứng lên trên cuộc đời này đó. Là mình không đứng lên cũng không được, là tại vì có nói là cái quyền lợi của mình. Mà nếu mà thật sự mình không giữ cái quyền lợi đó, you don't keep that freedom, you don't keep that right, là người ta sẽ lấy đi. Có là cái tâm lý vậy thôi. We have to stand up and fight. We have to can, chứ không thể nào coi như là mình cứ im lặng. Nó nhiều đúng người ta nói im lặng là vàng. Không phải. Cái này mình đứng lên để mình nói cái đó là cái quyền của tụi tôi. Và tụi tôi là những người dân bầu cho những cái người đó. You, những người đó thống đốc, dưới đây they have to work for you, phải làm cho dân, chứ không phải là you know, không phải là mình phải làm cho em. No, it got to be the other way. Yeah. Đó thì thấy ra như vậy đó, nên con người nó phải khôn ngoan. Và có một cái sự khôn ngoan mà coi như là nhận xét được cái đó, cái phải trái lừa dối như thế nào để mình nói thẳng nó quay. Rồi khi mà thống đốc như sinh ra rồi xong là coi như là làm như vậy rồi, cái lên nói xin lỗi, give me a break. Tại vì làm sao mà người ta làm như vậy mà người ta là coi như là không, coi như là tại vì chính những người đó người ta lừa gạt, không, người ta lừa dối. Mà cái thật sự ra cái xin lỗi đâu có sincere đâu, phải không? Nói cái đó dĩ nhiên có. Bởi vậy như vậy lên mình cứ mà cứ nói mình cứ nguy hiểm mình làm. Nói nguy hiểm không. Nguy hiểm mà chính bản thân họ có thấy nguy hiểm gì đâu đó không, tại vì họ vẫn party, họ vẫn này kia. Mà tại vì như người vậy ta là lừa. có thực sự nguy hiểm hay không? Dạ, như vậy là người có thực sự nguy hiểm hay không? Thực sự nguy hiểm không? Ừ. Bây giờ em hỏi anh, không lẽ 10 giờ đêm bị con COVID nó chạy ra đúng không? Không lẽ đúng 10 giờ tối này COVID nó ra đường? COVID ở đâu ra đúng 10 giờ vậy? Anh giúp em đi. Đúng không? 10 giờ COVID nó ra, mình không có đi ra đường được hay sao? Cái chuyện nó rất là phi lý. Em nói thiệt á. Yeah. Rất là buồn cười. Đối với em chỉ là một những cái trò này, nó là những cái trò cười thôi à. Chứ không có thể nào mà lấy ra làm một cái mà đề tài đối chuyện với em được. Em thấy là như vậy. Đó. Sẵn có chị Nga ở đây. Thưa quý vị, chị Nga là một người nổi tiếng về cái với lại cái bản mà thà là tôi chết vì COVID-19 còn hơn là sống với chế độ Biden với, sống với lại ông Biden 20 thì rồi. Đó là một cái gọi là cái message đề. Thôi một cái message nó muốn là nói thì đó cái bản đó với lại chị Nga thì nổi tiếng chắc cả nước Mỹ và cả thế giới rồi. Có được ông Trịnh Hội ông đưa lên trên trên Twitter luôn. Thành ra cho chị cho biết cái suy nghĩ của chị khi mà chị có cái khi mà em á đó. Dạ em muốn cái message đó thì ai mà không sợ chết, ai mà không sợ COVID
Tại vì hả là mình còn có gia đình, mình còn có người thân, mình còn có bạn bè, mình còn tất cả mọi người. Cho nên nếu mà mình bị mình còn lây lan ra tất cả mọi người nữa thì là đâu có ai mà muốn là bị bệnh COVID-19 đâu. Nhưng mà đó, cái message của em là nói rằng là nếu mà Biden lên làm tổng thống cái chế độ đó đó thì hả là nó còn tệ hơn là thà là mình bị COVID. Chứ còn em đâu có muốn em bị COVID, mà em cũng không có bao giờ mà em nói rằng là thà tôi bị COVID. Tôi không có muốn tôi bị COVID. Nhưng mà em nói lên cái chế độ mình so sánh á, là Biden trendy á, nếu mà mình á, mà đó hả mình sống với cái chế độ Biden á, thì hả là thà mình còn chết còn sướng hơn. Chết vì COVID còn sướng hơn. Dạ. À, cái đó là một trong những cái message của chị Nga thưa quý vị, nhưng mà cái đó không phải nó chỉ dừng lại ở đó, tại vì Nam Quang vừa mới được một cái tin tức là khi mà cái hình mà chị chụp chung với lại ca sĩ Hương Lan đó, dạ, trong một cái cuộc biểu tình, uh-huh, chắc có thể là tuần trước đúng không? Dạ, hoặc đúng rồi. Tuần trước nữa. Dạ, thứ bảy tuần trước. Thì nó đã được anh một YouTuber là Dũng Taylor diễn dịch nó theo một cái nghĩa khác mà chúng tôi được biết là chị không có coi như là bằng lòng về cái những cái diễn dịch đó của ông Dũng Taylor. Thì bây giờ chị nghĩ sao, chị Cha có ý kiến gì không Cha? Nói về anh Dũng Taylor thì tôi thấy là cái cách của ảnh mỗi lần anh nói chuyện á, lúc nào ảnh cũng tỏ vẻ ra ảnh là một người hiểu biết. Ảnh lúc nào ảnh cũng nói ảnh là một truyền thông, giống như là đứng giữa để là chỉ là chuyển tải cái tin tức đến mọi người, rồi còn mọi người thì nhận định theo cái cách coi như là cái cách cảm nhận của mỗi người, còn ảnh là truyền thông, ảnh chỉ đưa tin. Nhưng mà gần đây á, trong những cái một loạt cái clip của ảnh và những cái vấn đề ảnh bỏ trên Facebook á, thì thấy là hoàn toàn á là ảnh đã đưa tin một chiều, trong khi những cái cuộc điều trần xảy ra biết bao nhiêu, ví dụ như nói là thực tế đang xảy ra biết bao nhiêu cái gian lận, bao nhiêu bằng chứng này kia, thì thấy ảnh không nói. Còn trở ngược lại cái vấn đề ảnh nói về cái với chị Hương Lan mà ảnh xuyên tạc đi, mà ảnh xuyên tạc cái câu chuyện đi, rõ ràng là ảnh hướng người ta đi qua một cái hướng khác. Mà ảnh đã thường hay nói ảnh là truyền thông, là ảnh rất là khách quan. Nhưng mà tôi thấy là anh Dũng Taylor này á, là ảnh rất là coi thường người khác. Ảnh không biết trình độ ảnh bao nhiêu, bằng cấp ảnh tới đâu, và cái sự hiểu biết của ảnh tới mức độ nào mà ảnh dám gọi người ta là hội tam mù. Tôi không biết, một thật sự là quá ngạo mạn, tôi nói thật sự. Tam mù là ba người mù đó hả? Không, tam mù tức là ảnh nói là cái những cái người ủng hộ Trump á, là mù, giống như mù chữ nè, mù tiếng Mỹ nè, mù quán này kia. Tam luôn. Nhưng mà đã nói rồi, về cái phần ủng hộ thì mỗi người một chính kiến khác nhau. Ok, có những người chúng ta ủng hộ Biden, có những người chúng ta ủng hộ Trump. Thì chúng ta nhìn ra được những người nào có những cái điểm tốt nào, những cái việc làm tốt nào thì chúng ta ủng hộ. Anh ta đâu có, anh ta thí dụ bây giờ anh ta thà anh ta nói anh ta ủng hộ Biden luôn đi, nhưng mà tôi không thích ở chỗ là lúc nào anh ta cũng nói anh ta là Cộng Hòa. Ok, nhưng mà nếu quý vị cứ vào Facebook thử của anh ta đi, là anh ta những cái đưa tin của anh ta là toàn là những cái bất lợi, những cái bôi bác, thậm chí á, anh ta còn mượn lời của một độc giả thao phạm nào đó, anh ta bê nguyên một cái bài đó, nào là nói là tại sao chúng ta không vui mừng khi có một người coi như là một người mà như Biden và một người da màu như là Harris lên để mà thay đổi đất nước, để mà con cháu chúng ta, tức là anh ta mượn lời của một cái độc giả thao phạm để mà anh ta bôi bác Tổng thống Trump đó. Thì tôi thấy là như vậy là anh ta đâu phải là truyền thông, là coi như là khách quan ở giữa đâu, mà anh ta mượn lời của cái tác giả đó để anh ta thực hiện cái mục đích của anh ta. Thì tôi thấy là bởi vậy cho nên hả, tôi thấy tự nhiên bạn bè tôi và có một số người quen biết gọi phone tôi nói với tôi là nè, tẩy chay trời Dũng Taylor đi nha. Đừng unsubscribe him đi nha, chứ còn là coi như là bây giờ là him thật là terrible, kinh khủng. Tôi mới hỏi ủa chuyện gì, thì bây giờ tôi vào Facebook và tôi coi những cái đó, bây giờ tôi mới hiểu là vì sao mọi người bây giờ đã tẩy chay him. Tự nhiên him rất là coi thường người khác,
những cái lời lẽ, những cái ngôn từ Him dùng trong đó, đó thì đã chứng tỏ được cái là con người của Him như thế nào, rất là coi thường người khác. Và thêm một cái chuyện nữa, có Him đăng một cái bài, Him nói là tổng thống trong tống tuyển cái một cái vị nào mà phát biểu là cái cuộc bầu cử này rất an toàn, thì người ta nhận xét, người ta nói một vị cao cấp ở trong cái vị cao cấp mà phát hiện chữ an toàn trong lúc gian lận hàng loạt, thì dĩ nhiên cái việc tổng thống Trump phải có cái hành động ngăn chặn cái người đó là một cái hành vi kịp thời, tự vì rõ ràng là gian lận tràn lan. Vậy mà Dũng Taylor đưa lên kêu là những người nào làm trái ý Trump thì là phải tống tiễn. Bây giờ Dũng Taylor đặt trường hợp lại ảnh đi, ai lên Facebook, ai lên trên đó mà chỉ cần nó, ảnh chỉ là một YouTuber, một cái Facebook, một người bình thường thôi, mà ai lên nói trái với ảnh chút, ảnh block Facebook, rồi ảnh chửi, ảnh mắng người ta là ở đây là không có trình độ thì đừng có vào ở trong chỗ này chỗ kia, thì đó ảnh chỉ là một người bình thường mà trái cái lỗ tai ảnh thôi là ảnh đã block người ta rồi. Rồi ảnh đi ảnh giống như là ảnh lên án tổng thống Trump là ai mà không thuận tay ông ta thì ông ta hành xử như thế này như thế kia, rồi đặt cái tựa đề là Như Hà nghịch lỗ. Nhưng mà theo như Nam Quang được biết là Dũng Taylor luôn luôn nói là anh ta là người của Đảng Cộng Hòa mà, thưa chị. Thì bởi vậy, bây giờ mới nói, lúc nào anh ta cũng nói là anh ta là theo Đảng Cộng Hòa, tuy anh ta là coi như là không có những cái thuận, những cái thích lắm với Tổng thống Trump. Nhưng mà tôi còn nhớ là tới ngày 2 tháng 11 á, anh ta sau một hồi suy nghĩ, anh ta nói là chứ tác, anh ta suy nghĩ là thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn, cho nên là đánh bây giờ cho nên bây giờ thôi Dũng đây, Dũng đi bầu cho tổng thống Trump đây, mở tấm phiếu ra rồi tô đen tổng thống Trump để chứng tỏ cho mọi người biết, tự vì anh ta thấy là tình hình suốt mấy tuần liền và những cái cuộc rally này kia của mọi người quá chừng ủng hộ luôn, mà cái đó là một cái thực tế trước mắt, đập vào mắt mọi người, cho nên là anh ta bắt đầu nói là anh ta ủng hộ. Tôi còn nhớ là trong cái bài đó mọi người vào chúc mừng anh ta này kia, là đã cuối cùng là Dũng đã nhận ra, xong rồi anh ta cũng nói là bây giờ là anh ta ủng hộ. Bắt đầu qua mấy ngày hôm sau là coi như anh ta trở mặt thì thôi tôi cũng hết lời. Coi như là thật sự hồi đó thì tôi cũng thích cái vào coi, thỉnh thoảng cũng vào coi, tự vì thấy ảnh cũng đưa tin là coi như cũng tương đối là nhát, nhưng mà tôi thấy là không, trên này là không coi luôn. Có người còn nói ở nhà ảnh bán bánh tráng nữa. Mình thấy mặt là mình đặt tên luôn hả? Có người còn nói nhà ảnh bán bánh tráng nữa, cái video của chị ảnh lật như ảnh lật bánh tráng vậy. Mình có chắc là ông tạ ơn Chúa, có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, bởi vì trên này là không coi luôn. Mà cũng không muốn nghe luôn. Xong rồi nếu quý vị xem nữa vào Facebook, quý vị còn thấy là anh ta nói là tổng thống Trump đâu có làm được đâu, chỉ biết là chém gió này kia. Người ta chém gió mà người ta làm được tổng thống, mà người ta làm được bao nhiêu việc, còn không biết anh ta trình độ bao nhiêu. Người dân thì anh ta kêu là tam mù, tổng thống thì anh ta kêu là đồ chém gió. Thì tôi cũng hết lời, cũng thôi không biết này là chúc phúc và chúc phước cho cái người này đi. Em không muốn nói tên luôn. Thì thấy là đúng ra anh ta làm truyền thông thì phải tôn trọng người khác thôi. Anh ta chỉ đưa tin thôi chứ anh ta đâu có mà giống đi, như là đi một đường mà đi, đừng đi hai hàng có ngày bị tét háng. That's true em. Rắn hai đầu. Người ta nói thờ một chúa thôi. Cái này thờ hai chúa là rắn hai đầu. Thì những cái người đó thì mình không nói được, mình coi sao. Bây giờ cứ Joe Biden thì cứ qua Joe Biden đi. Đúng rồi, thì cứ nói không xong sao rồi cả. Có nhiều trong cái phần người ta có quyền chọn trong lựa cái phần hỏi. Rồi trong cái phần hỏi và đáp có người hỏi anh ta là có người đặt câu hỏi là ủa tại sao truyền thông ví dụ CNN với này kia sao có đưa tin có một chiều thôi. Thì anh ta lên anh ta giải thích, anh ta nói là truyền thông của nước Mỹ là lúc nào cũng đưa tin là rõ ràng hai chiều, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện gì bí mật gì cũng đưa ra hết, chứ không bao giờ là một chiều đó. Xong rồi người ta mới hỏi tiếp, người ta nói chứ ủa vậy sao mấy cái tin mà hearing, mấy cái buổi hearing mà bao nhiêu bằng chứng gian lận gì nhân chứng thì không thấy, thì đâu có thấy đưa ra. Thì anh ta lại nói là ô mấy cái đó không có giá trị cho nên người ta không đưa ra, thấy không?
anh ta cái gì anh ta cũng nói được hết, giống như cái lưỡi không xương nhiều đừng lắc léo vậy. Anh ta mới tức thì nói là truyền thông của Mỹ á, là luật pháp là coi như là lúc nào cũng chuyện trong nhà, chuyện trong phố, ngoài nhà gì đó nhỏ xíu cũng đưa ra hết, là ai cũng biết hết. Vậy tới khi người ta hỏi, mới hỏi ngược lại vậy tại sao người ta không nghe được mấy cái earring đó, thì anh ta lại nói là mấy cái đó không có giá trị cho nên nói cho tóm, nên không ai đưa. Nói tóm lại đó, là bây giờ là cái anh Dũng da đen này á, là bây giờ á, là lòi mình ra đi rồi cho Biden đi để bà con còn chấp nhận được, chứ bây giờ tùm lum kiểu này là tương lai là không có đi tới đâu đâu. Còn thêm nữa ca sĩ Hương Lan á, dù sao cũng là ca sĩ đàn ca sĩ có danh tiếng, đàn chị mà vợ của Dũng Taylor cũng là trong giới ca sĩ. Rồi một ngày nào đó chị Thu Phương cũng tới tuổi già, cũng tới lúc đó thôi, mà chưa chắc là chị Thu Phương là nổi tiếng bằng chị Hương Lan nữa đó. Mà trong giới nghệ sĩ với nhau mà bôi bác chị Hương Lan vậy. Thì bây giờ anh Dũng ơi, anh có về anh nghĩ là mai mốt vợ anh bị bôi bác vậy thì anh nghĩ sao? Không có nên làm như vậy. Mà mình nhất là mình là đàn ông nữa, mình đi nói người ta như vậy, người phụ nữ như vậy là không có nên. Người đàn ông mà nói như vậy thì thấy quá thấp luôn. Ai cũng thôi bây giờ như vậy cho nên là hả, bản thân tôi cũng unsubscribe cái kênh của Him rồi. Tự vì một người mà cũng nói này nói kia không có chứ, tự vì bạn nói thì mình trước khi mình làm mình cũng phải coi phải ủa phải đúng vậy không, chứ nhiều khi bạn bè nói mình thì mình cũng đúng, cũng phải đó, kiểm chứng hay coi hay sao. Thì khi mà mình thấy rõ ràng là Him không có còn là một cái truyền thông thực sự để đáng tin cậy để mà xem, tự vì khi nói này khi nói kia. Và thôi thì thường thường cái phim nó thì mấy người xấu thì đóng vai ác đó mà. Hay quá, Jenny nói câu nào hay quá. Trang với Jenny nó vừa qua nói rất là đúng luôn. Dạ. Mắc cười quá. That's so funny. Thôi thì chúc phúc cho anh da đen nha. Bye anh. Mệt anh rồi. Cảm ơn mấy chị đã chia sẻ cái cảm nghĩ. Thì thưa quý vị, là tối nay vào lúc 8 giờ đến 10 giờ ở Huntington Beach sẽ có một cái cuộc gọi là Defy cái curfew order đó, là mọi người sẽ ra để mà break cái lệnh giới nghiêm của ông thống đốc Gavin Newsom. Thì nếu như mà chúng ta nghe được cái video này thì mọi người đi ra để ủng hộ anh chị em của chúng tôi. Đây là cũng giống như là chúng ta chống lại những cái đảng dân chủ thổ đã và ủng hộ tổng thống Donald Trump. Donald Trump for more years. For more years. We stand with you. For more years. We love you, Trump. We love you. And we love anh Nam Quang Chu. Yeah.